Em chào bác nhá. Hôm nay em mới về một thùng hàng từ bên Nhật về hôm nay. Một thùng hàng từ bên Nhật về, một siêu phẩm của hãng Fortech đến từ Nhật Bản. Một chiếc DAC em nhá, một chiếc DAC giải mã 32 bit. Cái dòng này là dòng HPA8 ấy nhá. Hàng em bay trực tiếp từ bên Nhật về. Đây là vận chuyển này, bên E này, E vận chuyển này. Các tem đơn vị vận chuyển bên Nhật này, có dán này. Ok em nhá, bây giờ em sẽ bóc hàng. Hàng bay từ bên Nhật về nhé. Chiếc DAC giải mã rất là cao cấp của hãng Fortech Nhật Bản. Đây số điện thoại của em này, các bác có nhu cầu thì alo em theo số điện thoại 038 232 8302. Chiếc này thì em mua từ siêu thị về nhé. Em mua trực tiếp từ bên siêu thị ở bên bên Nhật về. Bên trong bọc rất kỹ các bạn này. Đây dây nguồn này, dây nguồn theo máy này. DACH đã. HPA8. Dòng cao cấp nhất của hãng Fortech đến từ Nhật Bản. Thì bên dưới nó có, bên dưới cái dòng này nó có các cái đời như là HPA3, A4, A5, A6, A7, A8. A8 là cao cấp nhất rồi các bạn nhé. A8 là cao cấp nhất rồi. Một tay em bóc, một tay em quay hơi khó quá nhé. Tay bóc tay quay hơi khó. Cái dòng này thì giá rất là cao nhé. Dòng này giá rất là cao. Bác nào có điều kiện mà chịu chơi thì mới đầu tư. Thì mới đầu tư được. Nhưng bác nào mà có điều kiện mà không chịu chơi thì không mua lại dòng. Cái dòng này giá rất là cao. Hôm nay về bay trực tiếp từ bên Nhật về em nhé. Cái này thì góc trời đi cắt đây. Cái này thì ở bên nước ngoài họ báo hoạt động bình thường không nhé. Họ trước khi họ bán ra họ kiểm tra rất kỹ rồi. Đấy. DAC Fortech rất là cao cấp của hãng Fortech đến Nhật Bản. HPA8. Tay bóc hơi khó các bạn. Đây các bạn, rất đẹp đấy nhé. Rất đẹp, sơn một bóng nhoáng luôn các bạn. Đây là sợi dây nguồn zin theo máy các bạn này. Đấy, sơn một dây nguồn zin theo máy này. DAC Fortech HPA8 nhá, giải mã 32 bit. Đấy. Đây là cái miếng băng dính nhá. Cái miếng băng dính của hãng họ dán vẫn bên nước ngoài họ dùng, họ vẫn chưa bóc ra. Đấy, đây là nút nguồn này, à, nút là tăng giảm âm lượng này các bác. Nút này là nút nguồn này. Mấy nút này là nút cắm tai nghe này, dòng rất là cao cấp của hãng Fortech đến Nhật Bản. Đấy. Đây là hồi nhôm nhá, hai bên hai hồi nhôm. Đấy, rất đẳng cấp. Chúng đẹp xuất sắc rồi các bác. Đây đằng sau này, đây là các cái đầu vào này các bạn này. Nó có hai digital in này, nó có hai cổng optical vào này mà cổng đồng trục này các bạn này. Đấy. Bên này là có đồng cổng đồng trục out này. Đồng trục out này và digital out này. Đấy. Đây là analog out này, analog out này. Và analog in này. Đấy. Cổng này là cái cổng gì? USB này các bạn. Nó có cổng USB này, rồi là SD card là cắm thẻ nhớ này. Đấy, rắc cắm ba chân. Nguồn điện Majin Japan nhé, Fortech HPA8. Điện 100V nhé, nguyên bản điện 100V. Đấy, hàng bên Nhật về 56MHz. Quá đẹp luôn các bác. Đấy, quá đẹp luôn. Rất đẹp rồi nhé. Hàng em tuyển chọn rất là đẹp. Đấy, bụng của nó này các bác. Đấy, về cái bóc luôn, quay cho bác xem luôn này. Đấy, rất là đẹp. Số series của nó này các bạn này. Fortech HPA8 32 bit DAC, điện 100V, công suất 24W, 56MHz. Đấy, series là 2498 Majin Japan thôi nhá. Ok các bạn. Đẹp xuất sắc luôn các bạn. Nói chung là với cái
Với cái thời buổi bây giờ mà các bác dùng smart TV nhiều mà không không có cái này thì chất lượng âm thanh nó sẽ không hay đâu nhá. Qua này giải mã chất lượng âm thanh rất là hay. Giải mã 32 bit luôn nhá. Đấy. Nó sử dụng con chip của AKM. AKM rất là nổi tiếng trên thế giới nhá. Dòng chip rất là nổi tiếng trên thế giới. Đấy, rất là đẹp nhá. Cái này cái ly lông còn chưa bóc luôn nhá. Ly lông còn chưa bóc luôn. Đấy. Cái mặt gương nhá, mặt này mặt gương. Toàn bộ hai bên hồi nhôm. Rất là đẹp. Thì cái sản phẩm này giá nó khoảng trên 10 tí nhá, giá trên 10 tí. Nói chung là những con xấu hơn thì giá sẽ dưới 10, còn con này đẹp xuất sắc rồi các bác. Đẹp xuất sắc là kèm dây nguồn zin giá trên 10 nhá. Thì bác nào nhu cầu thì alo em theo số điện thoại 038 232 8302. Quá đẹp luôn các bác. Đấy, hàng em mua từ trực tiếp từ các siêu thị ở bên Nhật về. Đấy, rất đẹp luôn nhá, xuất sắc luôn. Quá đẹp luôn. Bên trong nó có một cái cục nguồn nhá, nguồn xuyến rất là to. Đấy, toàn linh kiện là to. Toàn linh kiện rất là đẳng cấp, toàn loại xịn sò đấy các bác. Cao cấp nhất của hãng có tay đến từ Nhật Bản. Cái dòng thấp hơn nó có A3 này, A3, A4, A5, A6, A7 đến dòng A8 này là dòng cao cấp nhất của hãng các bác nhá. Thì em xin chào các bác nhá. Làm nhu cầu thì alo em theo số điện thoại 018 232 8302, giá trên 10 tí thôi nhá. Và làm ok các bác.